Aromatic Comfort, xoay bay vết bẩn, lưu hương bền lâu. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng đôi hay mưa rộng, xót cho đôi anh em còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng đôi hay mưa rộng, có sao đâu anh em còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Một đêm. Nơi đây sương khói mờ như ngàn. Đó. Ủa sao tự nhiên mình ra đây mình nằm vậy, trong khi đó mình có giường có gối đàng hoàng ở trong phòng. Tôi ngủ quá, tại kiếp đuổi không ra. Thủy Tây. Trời ơi. Cái miệng giống miệng anh ghê ha. Cái gì ghê vậy? Kiếm đâu ra hay thiệt. Nuốt trọng. Ủa anh già đâu rồi? Vậy anh già kìa. Ủa vậy anh đại gia vậy? Trời ơi không sang. Buổi sáng hôm nay là buổi ghi hình cuối cùng của mùa 1 chương trình 2 ngày 1 đêm, nên chúng tôi không có thử thách nào đặc biệt khó khăn cho các bạn hết. Chúng tôi muốn các bạn dành trọn thời gian để tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt bên nhau lúc này. Chúng tôi đã chuẩn bị các nguyên liệu để các bạn nấu ăn cho nhau. Game buổi sáng này để quyết định 3 người thắng được ăn không phải nấu, 3 người thua thì phải nấu. Luật chơi: một người lộn mèo, một người tung gối. Người lộn mèo phải chụp gối đó bằng chân. Nếu chụp được sẽ chiến thắng. Ba người chiến thắng đầu tiên không phải nấu ăn mà chỉ hưởng thụ bữa ăn. Kêu ăn rồi nha. Tính luôn nha, này tính luôn nha. Tính này tính. 1 2 3. Kép 2 3. Kép. Ghê quá rồi ơi. 2 3. Kép. Kép. Ghê quá rồi ơi anh ơi. Ghê quá rồi ơi anh ơi. Ảo.
cười luôn, không ai đụng gì được hiện trường hả? Không ai được đụng vào hiện trường. Lộn rất là ok, anh lộn rất là ok luôn á. Quy ơi, ê chuột lỗi, để chuột lỗi nói cho anh ăn, đây để chuột lỗi cho anh ăn. Chết rồi, tội nghiệp. Nghiệp mẹ quá. Đây để em lộn nha, để em lộn. Để anh cầm nhau, để anh cầm nhau. Ok nha anh, bắt đầu vô nha. Ok ra. Đó. Yeah. Rồi, ok. Rồi, hợp lý. Đó. Ok. Rồi, hợp lý. Ok chưa? Yeah. Quá giỏi. Đó, anh Giang thảy là ăn rồi đó. Cái việc của em là chỉ là xếp hai cái chân vô thôi. Đúng rồi. Em. Quan trọng người thảy á. Được, em lại được không? Đâu để em quăng anh Lâm thử coi. Úp cái đầu vô, xong rồi cứ đưa. Đầu ra cho chuyện hư vậy. Lên. Thấy sướng. Sao mà thấy sướng. Dễ gì mà em cho anh thắng được. Lúc này đồng ra anh chị ơi, chị chỉ thì phụ em rồi. Không thích nhắn kém trời, con người ta muốn có lé luôn vậy đó, tội nghiệp thiệt. Rồi Lâm loại. Thôi lại là Hoàng cái thôi. Vậy đó, em muốn ai Hoàng. Anh con thử ha. Thời gian. Em nhớ mặt quá. Ở đây em không thấy đường hết. Thua. Rồi. Thua đi. Hiểu ra ném cho anh. Ok anh. Anh tin em. Tin em nha. Nè, tập trung nha. Khi mà cái chân anh vừa qua là ném thẳng vô làm bập liền. Ném thẳng vô làm bập liền. Nghe. Anh khóa hàng liền. Được rồi. Ê, anh đi học mà ly. Đào quá. Yeah. Anh nói là cái chân anh vừa qua là ném thẳng. Trời em ơi, ném thẳng theo là anh luôn đó. Thẳng băng luôn. Thôi nghĩ rồi. Đau quá. Em giật nhìn dễ thương ha. Người ta lộn này, người ta lừa bãi cỏ người ta chơi. Chương trình lừa ngay bãi đá chơi. Mà lót mềm rúng mỏng luôn á. Em. Nè, chuyện gì em? Thôi cho đàng hoàng đi, chị đàng hoàng đi. Đàng hoàng nha. Ồ, nghĩ sao nãy giờ em chọi người ta, giờ người ta đâu gọi gì em. Không, anh đàng hoàng lắm. Anh mặc đồ thấy đàng hoàng rồi. Rồi. Hai. Đó, đẹp đẹp quá. Ủa? Đó, đẹp đẹp quá. Ủa? Gì làm? Anh nhóc vậy biết chừng nào em kẹp được. Đẹp quá, thấy đẹp. Ủa, vậy nãy giờ có mình Hiếu hả? Thôi được rồi, Hiếu đâu? Các bạn tiếp tục chơi cho đến khi tìm được ba người thắng. Ủa nãy mình được chưa ta? Mình đếm sao rồi mà. Khi nào ba người được rồi thôi. Coi chừng là... Wow. Thấy chưa? Kẹp chừng quá. Vậy hả? Kẹp chậm hơn. Trời ơi, làm như Thiên Nga vậy. Thiên Nga đen. Chứ không phải Thiên Nga em ơi. Yeah. Đó. Rồi, tinh tấn. Thấy rồi, thấy đây. Hay quá trời ơi. Đó. Đó. Yeah. Đó. Yeah. Wow. Thiếu thứ hai Ngô Kiến Huy và Kiều Minh Tuấn được ngồi yên hưởng thụ thức ăn. Trường Giang, Dương Lâm và Chris Phan là những người phục vụ nấu ăn cho bữa ăn này. Sau đó tất cả sẽ cùng ăn. Yeah. Lại bơi đi.
Để coi, để coi. Cho tôi hỏi về trang phục khá đặc biệt của các bạn trong buổi sáng hôm nay. Dạ đúng rồi. Đây là anh Ngô Kiến Quy, anh bán lại cho tụi em. Anh đang kinh doanh trên hình ảnh của tụi em. Thôi mà nghiệp nữa mới sáng. Đây là gì? Ngô Kiến Quy. Lỗi anh. Em mất giờ. Anh cứ nghe. Cái mạng thôi. Thực ra đây là đồ của Quy tặng. Câu hiện tại chúng ta thấy là không sợ sóng gió, chỉ sợ không có anh em. Nhưng mà thực ra cái câu mà Quy đặt mà bên chỗ mà sản xuất người ta in sai là nó là dài này là không sợ sóng gió, chỉ sợ không có mùa hai. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng rồi, đúng. Quá hợp lý. Đây, excuse me ladies and gentlemen. Wow. Yeah. Chicken. Yeah. Yeah, mình làm một cái gà, một cái canh gà đi ạ. It's bò. Bò mình xào sơ đi ạ. Heo tộc. Nướng. Lạp sườn. Bây giờ sáng sớm hôm qua mình quay trễ quá, bây giờ sáng sớm mình có gì nước đi. Nước đi. Húp một cái cho nó thanh đạm đi. Và có người dai uống đỡ giùm em khỏi nấu được mà. Dạ, quán của em còn có nước cam và mật ong bạc hà. Dạ. À, xin cho một ly mật ong bạc hà uống trước để súc miệng đi ạ. À. Để súc miệng đi ạ. À. Anh sáng chưa đánh răng hay sao? Súc ruột lộn. Chưa đánh răng hay sao? Anh muốn xúc ruột kìa. Anh em qua đây. Nói chung là đó bụng nên là mình làm món gì nhanh đi anh. Rít, bỏ nồi lên, đổ nước vô. Ghê thiệt. Wow, vàng đã cho mưa rồi, mưa thuận gió qua rồi. Mưa đâu có nóng nhưng mà uống tốt. Si. Wow. Vô. Mùi thơm quá. À. Xào sơ quá không anh? Sơ thì mình làm cho nó săn thôi mà. Hết ăn đó nha. Wow. Có nghề. Wow. Có nghề. Trời. Thơm quá anh em ơi. Em thấy mình không còn việc gì làm ở đây nữa. Cho một tiểu phẩm đi. Thấy chưa cái tiểu phẩm nó mới về được. Nước cũng đã sôi rồi. Nước đã sôi bỏ qua đây à. Wow. Thơm quá. Anh em muốn ăn khoai chín tái, chín vừa, biết medium rare hay là medium ạ? Để chín nha anh, khoai chín này ông chín là Ustis à. Trái cạnh không Tuấn? Trái cạnh đi anh. Trái cạnh ha. Ồ đúng rồi, mình phải làm trái cạnh cho mọi người thấy cái món trái cạnh nó ra như thế nào. Ây da. Trái cạnh nó ra như thế nào. Ây da. Sao vậy? Vô dụng. Có trường gì là có tất cả ha. Thiệt, anh Giang nấu ăn ngon, xuất sắc. Em, hãy nướng khoai lang. Tuân lệnh. Lấy cái dĩa ra nào. Đây ạ. Cái này chắc là chín rồi hỉ. Chín không? Chín rồi đó, tại vì chín rồi đó. Này mỡ nhiều à. Cái chén. Thì nó nướng cho nó bớt mỡ xuống, nó dậy mỡ xuống đó. Đây. Bớt mỡ ra, em là không thích ăn mỡ đúng không? Ngon quá anh em ơi. Anh lên nha, để em bột cũng vậy. Em trộn nha. Khó thuần. Anh Giang anh lẹ quá. Đâu. Để em trộn cho anh. Làm salad dầu giấm đi. Hiếu ở đây, anh em làm đi. Salad đây, không biết làm nữa. Mấy anh chửi vô đầu mình. Chửi vô đầu. Thịt kho tiêu nha mọi người. Trời ơi, cái nào thịt kho tiêu mà tứ công chuyện. Cái gì? Này có cơm mới ngon. Cơm pha không? Mày nấu cơm luôn đi anh, sợ gì? Nấu cơm, sợ gì cho cuộc đời này. Đi tới đường tập này rồi không còn sợ gì nữa. Rồi, trộn luôn. Ôi. Anh ơi. Gì em? Anh ăn salad không? Ê. Đây, salad của chúng em rất là ngon. Ha ha ha.
Trời ơi, chương trình ác với tôi ghê vậy á, rồi sao nấu? Trả liên tục đi. Ok, em dở. Trả liên tục, trả liên tục. Đó. Đó. Xin chén cơm là ngon hả? Hỏi đúng cơm, xin chén cơm được không? Xin chén cơm đi. Rít vào. Dạ. Chúng ta hãy đi qua nhà dân lân cận. Thất thực. Đúng, có thể xin một bát cơm gì cho mấy anh em mình ăn được không? Dạ được. Đi thôi, anh. Đi thôi. Chúng ta cùng đi. Chứ bây giờ nấu biết chừng nào mới chín. Đi em. Đi thôi. Ở đây tụi em cảm thấy mình bị trì trệ quá. Đi em à. Ở người dân ở đây nè. Người ta quen anh kìa. Quen không? Chị cho em tô cơm được không? Tại vì em quay mà trời mưa quá rồi, mưa nó xà xuống ướt hết lửa rồi. Tụi em sắp đổi. Tụi em khổ. Anh ơi. Anh Lâm ơi. Anh ơi, cho em, cho em cơm lẹ đi. Trong anh... đêm. Uống đường nữa chị. Được không? Được. Thôi vậy em xin phép chị, em đi xin cơm nóng trước. Lát không có cơm nóng em về để em xin cơm nguội. Em cảm ơn chị. Cho là mình phải biết sự lựa chọn chứ. Mặc dù đi xin ăn nhưng mà mình cũng phải chẳng. Đúng rồi. Rồi xong rồi đó. Chỉ chờ Lê Dương Vũ Lâm đi xin chén cơm về là mình. Không biết đi em xin được cơm nữa. Không biết đi em xin được cơm nữa. Thôi, sáng em chưa ăn gì, anh lòi cái ruột nâu của em ra rồi nè. Xin thôi. Ủa, Tiểu Đồng có cơm không? Chị có cơm cho em tô cơm chị. Đói quá, nhìn là chị là biết phúc hậu liền. Nhà giàu, gia trang về mà bự quá trời. Nhà có hẳn một khu vườn trên mây. Đúng rồi. Nhà rất là gọi là điêu phong cổ kính. Gương mặt chỉ rất là phúc hậu. Nhìn là biết gọi là cú nhân độ thế. Chị, cho em tô cơm nóng được không? Em xin lô cơm phúc hậu. Trời ơi, tôi đến đây không phải xin tiền hay xin gạo. Ủa tự nhiên vô lá sầu riêng vậy? Không có, ủa đâu có thiệt hả vậy? Mệt ghê thiệt á. Thì đó em nói mà, ở đây mọi người là sáng không ăn cơm. Thôi mình qua bên Gia Trang nãy mình xin cơm nguội cũng được. Thôi. Chứ cơm... tôi đi thấy cũng nhiều rồi đó. Giờ phải xin cơm nguội, lỡ đẳng tao không cho tôi tức dữ á. Con cái cá tròn canh quá. Kìa chỉ bồng con kìa. Mình đi từ lúc chị còn chưa có em bé. Thế về chị bồng con rồi. Trời ơi. Chị, tụi em đi khắp sớm rồi, không có nhà nào nấu cơm buổi sáng hết. Cơm tiền cơm nguội thôi em ạ. Dạ, vậy cho em một tô cơm nguội nha chị. Nào anh, Lâm ơi, lấy cơm nguội cho chú ơi. Đây nè, chị bới đi em bồng con giùm chị cho. Đây chị ơi. Đây là cháu chị đây. Dạ rồi. Trời ơi. Này. Em à, hay là mà cười lại vậy là làm gì anh? Không có ý gì hết á, ra nét vậy thôi. Thấy tụi tôi vậy thôi chứ tụi tôi hiền lắm. Đừng quá à. Đừng quá. Nè gì nè, gì ẩm đi. Qua đây với gì? Dạ cảm ơn chị. Dạ rồi. Cảm ơn chị. Đi ạ. Phép Ủa, em quên. Trời ơi, quay lại em tưởng con em không? Trời ơi, em quên. Dạ. Rồi, bye bye nha, em cảm ơn chị. Dạ, bye bye. Ê Lâm đâu? Đi ra kia coi coi, sao mà lâu lắc. Anh Lâm ơi. Tôi còn nóng hổi. Anh Chris ơi. Hãy làm khói nghi nuốt đi, nuốt đi. Cái gì mà hả? Giờ này còn tuồng tết nữa. Ôi, lâu lắc quá vậy. Trời ơi. Bữa xong chưa? Xong rồi, xong bây giờ đợi cơm rồi. Trời ơi. Đợi cơm nãy giờ á. Tụi em phải đi gấp hết để hỏi bà con trên bản để xin được một tô cơm như thế này. Nghe hả? Đúng rồi.
lúc cái chỗ ở đây nè, cái chị đó chị mới cấm thai thôi, 2-3 tuần thôi. Vậy thôi, tụi em quay về bé đã tròn 55 tuổi. 55 tuổi đi mà 55 năm đó. Rồi vô vô. Trời ơi, kho tiêu xỉu gì? Xỉu hết nghe Lâm nha. Dạ, cơm nó hơi nguội nha anh nha. Không sao, cơm thịt thì nóng lắm. Mình ăn cơm nguội ngon mà. Ừ. Ăn cơm đi, ăn cơm đi nè. Rồi, mời mọi người, mời gia đình cơm. Mời ăn cơm. Mời em. Vô. Mời các anh chị vô. Em. Đây, cho miếng thịt kho tiêu. Wow. Đó. Cảm ơn Quy. Chịu gì nói. Trời ơi. Trời ơi. Trời ngon dữ à. Xuất sắc. Rồi, miếng thịt nướng ngon quá vậy, ngon ngon quá. Miếng thịt nướng nè. Ngon quá nè. Rồi. Rồi, ngon nhất nhất nha. Bữa cơm này bữa cơm bình thường của gia đình thôi. Ngon. To. Ngon. Nhưng mà rất là ấm áp. Ngon lắm Tuấn. Rồi. Rồi. Giòn quá ha. Rồi, ngon quá. À. Nè. Cái này của Huy nướng nè. Ngon ngon ha. Ngon ha. Thịt có 10 điểm. Ừ. Nè, thử thử thịt nướng nè. Ngon không? Tan nát cõi lòng chưa? Gà nấu hành nha. Cái này là nó có hiệp trong cuộc đời không hay là anh chế ra? Có hiệp là anh chế ra. Em nghĩ anh chế ra đúng không? Ừ. Anh Giang là chùm mà. Chùm chế mà. Anh chế đó, em thấy anh thải thải dùm lum la vô. Bữa ăn đáng nhớ nhất của em chắc là nem công chả phụng. À, rất là ngon, rất là quê à. À, trong cuộc sống mình hay có bữa ăn mình sẽ nhớ hoài vậy đúng không ta? Còn em nhớ nha, không có nhớ mấy cái chuyến món chính nhưng mà nhớ những cái bánh mà anh em mình giấu giấu nhau đưa nhau xe á. À, à, mỗi khi đi. Hả? Măng hết rồi. Măng hết rồi, măng hết rồi. Giống giống nhau đưa nhau xe á. À, mỗi khi xé bánh rồi đó cái cho nhau chia nhau. Ăn mà không dám nghe sột sột sột. Ăn chuối nữa nhớ không? Đúng ăn chuối, đúng ăn lấy. Có luôn á. Có xong luôn nhớ chuối không? Huế ăn chuối. Em phải giấu biên tập, em lấy một số ngân lượng của B35 để xuống nhà dân thường để mà mua một nải chuối. Điều 25k, em điều còn 20k, xin em được hai mấy trái. Mấy trái đó nhỏ nhỏ nữa. Hả? Tập với chị là hen là. Hen là tôm. Cái tập đó là buổi sáng là mình nhịn đói, nguyên một sáu anh em mình nhịn đói lả người luôn đó mà. Đúng rồi, hôm đó là trời làm căng quá thì căng luôn, đói bụng chết. Xem xỉu đi. Xem xỉu đi. Những cái anh chị em quay hình. Em tỉnh không quay hình được. Em tỉnh không quay hình được. Một chế độ tươi để tươi mới mỗi ngày. Chúng ta sẽ chơi một mini game giải trí thật hay thách. À, tôi biết cái này nè. Lần lượt từng thành viên sẽ bốc thăm. Trúng thăm thật thì phải nói thật. Trúng thăm thách thì phải thực hiện thử thách. Nếu không làm được sẽ bị các thành viên còn lại búng vào trán. Đầu tiên ha, anh sẽ đầu tiên ha. Ủa này dễ vậy. Dùng răng cào vỏ một trái dưa leo. Thách ai anh, à? Đây là thách anh. À, thách anh hả? Trời ơi, này trúng em mà su nha. Em là phải là dùng răng cạo cái vỏ sầu riêng. Trời hay quá. Rồi. Trời ơi, nhìn như con vúi vậy đó. Trời ơi, vúi. Trời hay vậy ta. Trời ơi, mặt kìa. Vúi gian. Vừa cạo vừa liếc đi. Liếc rồi vúi. Ờ đó. Lớn nhưng mà kiếm thiếu gì cũng làm. Nhưng mà vui, vui, vui không? Vui. Anh nói được con uống mén. Lâm, Lâm, cái này bà uống quá Lâm. Gì? Thiếu, ăn thì mình nhanh đi. Thiệt hả? Không có, giỡn. Hay là bỏ vô lỗ đi à. 30 giây cuối cùng. Nhanh quá vậy. Nhanh quá, nhanh quá. Ồ, giống vui ghê không? Cưng ghê không? Trời ơi. Ai cũng rất dẻo nha. Đúng à, đúng với nguyên bản. Đúng, lấy. Rồi bắt, ai bắt bè, lớn bắt bè. Dạ. Nếu phải ngủ chung một
chiếc giường thì bạn sẽ không muốn ngủ cùng ai nhất trong 6 người, trong 5 người, trong 5 người. Nếu mà cho em ngủ chung giường với một trong 5 người thì không ngủ chung với ai? Thì không muốn ngủ chung với anh. Tại sao? Anh ngại. Còn ngại đâu, anh có ngủ đâu ngại? Có. Có nhưng mà ít. Tôi có thêm bằng chứng nữa. Mời anh, bằng chứng. Mời anh. Trời ơi. À cái đất đợt đợt à. Không, đợt 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 sáng này. Ừ, sáng này thì có à. Không có hình. Nghe chưa? Giòn ha. Giòn ha. Đó. Quá mệt mỏi mà. Thêm một yếu tố nữa là anh Giang là gần sáng anh Giang mới chịu ngủ. Ngủ được. Còn cái lúc mà từ khi, trước khi mà anh ngủ á thì là mình thì chằn trọc. Lâu lâu quay qua thì anh ánh mắt anh đó luôn luôn nhìn vậy nè. Rồi. Tụi em hiểu không? Trong đêm mà có một người luôn luôn theo dõi mình. Anh mắt nhìn mình. Mà sáng anh Giang nhưng mà cái hồn của mày. Thì đó. Đây là anh ngủ rồi nó biết đó. Rồi. Thiệt quá đây bác em. Đây. Anh đọc đúng nha, đừng có đọc ấy nữa nha. À đừng có đọc chế nè. Dạ đừng đọc khuôn đọc đi ạ. Trời ơi áp lực vậy. Thách hay thật? Cái này là thách luôn. Diễn. Diễn nha. Diễn. Một tiểu phẩm hài đọc thoại ngắn không được hỗ trợ. Vậy là giỏi rồi, đúng bài đúng rồi. Nhưng mà không có hỗ trợ. Không cần hỗ trợ. Chị phụ chị không có. Anh quá trời rồi, thử thách rồi. Bây giờ chị trưởng thành rồi. Hết rồi. Mẹ tự làm đi. Khó nha, đừng có giỡn nha, không hỗ trợ khó làm. Em mà làm được một cái á là hội đồng Cannes công nhận em liền. Cannes gì đâu đây? Ủa phim mà. Phải không cho em coi đây. Ok chưa? Đó, ừ. Yeah. Hello. Let me tell you the truth. Don't lady and gentlemen. I'm Plum. 34 years. 34 tuổi à? 34 tuổi. Where you from? I'm from Long Thành, Đồng Nai. Wow. Company gì đó? Stand up. Stand up company. Bây giờ sẽ kể câu chuyện tấm cám. Tấm cám. Sau khi tấm lên làm hoàng hậu, đến ngày đám dỗ của ba mình, đến ngày đám dỗ của ba mình, biết ba mình thích ăn những trái cao tươi ngon thì tấm mới leo thân thoát thân thoát thân thoát lên cây cao, hái những trái cao làm đám dỗ cho ba. Lúc này ở dưới đất mụ gì ghẻ ác độc mới cầm cây dao chặt cây cao. Mụ gì ghẻ tập tạ dữ. Làm tấm té từ cái cây cao té xuống đất một cái bẹp, té xuống đất một cái bẹp. Hay. 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 Quá hay luôn. Hay. Hay thiệt. Có mắc cười thiệt không? Mắc cười thiệt, mắc cười thiệt. Không, đẹp không. Thấy là mắc cười đâu, làm ảnh hư nghề. Vẫn có cười. Đó. Nhà vua biết chị tấm mất bị oan cho nên mất bị oan cho nên nhà vua đã lập bàn DJ. Lập bàn DJ. Mời Võ Hoàng Yến về chơi trong vòng 3 ngày 3 đêm. Khi Võ Hoàng Yến bước vô mới chỉnh nhạc. Đang ăn giò đĩa, ăn giò đĩa. À, Võ Hoàng Yến mới chỉnh nhạc. Võ Hoàng Yến nói ngọt ngào thì sao nè. Ngọt ngào đêm mấy cũng tan thành mây. Buồn hồng ngày xưa là sao nè. Buồn ngào ngày xưa đã úa tan. Con tim hay ra rất là em mòn. Tăng, ta răng đó phải có khúc chợ. Tăng, ta răng, tăng, 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 tăng. Bui, 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 bui. Bui, 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 bui. Khó nha mọi người, tại vì hài đọc thoại khó lắm. Ở nước ngoài người ta làm hài đọc thoại nó sẽ lợi thế hơn mình gấp ngàn lần. Tại vì hài đọc thoại nước ngoài đa số là người ta sẽ nói xấu về một nhân vật nào đó. Hoặc là nói về một cái câu chuyện xã hội nào đó mà đang trend để đứng trước tất cả mọi người thì nói cho người ta cười, đó điều đó cũng vô cùng khó khăn. Mời em hiểu mệt quá ghê làm em bóc chứ em bóc rồi đọc chơi anh mới đọc. Có chuyện áp lực khó vậy xem xui vậy. Rồi đây để đọc đủ môi nha. Ăn hết một quả chanh trong 30 giây mà mặt không biến sắc. Ok anh. Có muối không ạ? Trời ơi không, không anh ăn muối à. Nè cái này nhỏ nhất nè. Không biến sắc. Không biết xác trong bao nhiêu lâu ạ? 30 giây. 30 giây. Không thời biểu, gian. Không biểu cảm á. Không biểu cảm nha. Bắt 3, 2, 1, vô. Cái gì? Cần dính cái hộp á nha. Ôi. Trời ơi, ghê quá. Trời ơi. Cái gì đó? Trời ơi, sốt ruột luôn á. Này em nhả đi, em bỏ đường vô cho em quậy. Đúng á. Thiệt em á.
Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ghê quá. Không làm cho không rồi. Vẫn bỏ tay. Trời ơi, em nhỏ gì vậy? Em nhỏ gì vậy? Phút. Ghê thiệt á. Em xin lỗi, em xin lỗi. À, đúng rồi. Không thành công là sẽ bị búng vô trán, nhớ không? À. Rồi anh búng vô trán. Ủa anh. Ủa anh ơi. Anh ơi. Ơi vậy? Của chương trình chứ anh có búng đâu. Anh em không à. Đi cái não rồi. Vậy chết nhỏ đó. Thiệt á, anh Giang mày đá vô trán nó đi. Vừa phải thôi. Lên gối đâu mà. Lên gối đâu mà. Anh nhẹ thôi. Rồi anh nhẹ mà anh trên chữ. Ê này bắn bi bắn bi hả? Bị quen rồi chứ cái này em đi. Rồi đồng ý rồi. Em đi em bị cụp khớp. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Anh quýnh đi mà. Còn sống không? Trời ơi. Trời ơi. Thôi chắc là đến Lâm là anh nói em phải dịnh thằng em mà đến Lâm là chắc là nó xì rồi đó. Quá. Ê Lâm nha, đừng lấy cái thố mình tán sao. Nè, mắt không thấy, tai không nghe thì chán không đau. Đúng rồi. Nhỏ đâu nhỏ luôn nè. Rồi đúng rồi. Rồi đúng rồi. Cảm nhận đi, cảm nhận đi, thiên nhiên rồi, đi. Rồi, búng cái bàn tay nha, búng cái bàn tay nha. Cứu em. Cảm nhận thiên nhiên đi Hiếu ơi, chưa tới đâu. Nói quá nhiều. Anh nói quá nhiều. Tan. Ủa? Ủa? Hỏi anh chán cái bàn tay mới nguy hiểm á. Thái Dương à? Thái Dương người ta không có chán mà. Búng lại đi. Thôi búng nhẹ nhàng lỗ tay đi. Búng từ đỉnh đầu búng xuống nha. Trời ơi. Cái này là mỏ ác rồi đó. Búng tay đi. Ui. Cũng đau luôn. Cũng nghiệp quá thằng em thiệt á. Thương nó. Em đó. Em đừng. Em búng người ta chưa? Búng rồi. Búng rồi. Xác nhận búng rồi. Chọn đi chọn. Búng rồi. Rồi xong. Rít fan húp hết nồi đậu đó trong vòng 1 phút. Hả? Sao vậy? Sao vậy? Cạo đầu. Cạo đầu. Có gì ta? Cạo đầu, rít fan. Lấy cho tôi cái kéo. Gì vậy? Cắt tóc cạo đầu. Dùng đầu đập vỡ một quả dưa hấu. Trời ơi. Ủa trời. Chết rồi trời ơi. Ê, thầy phân tích nè. Cái này ảnh hưởng trực tiếp vô não nha. Đúng rồi. Búng 5 cái còn có tình người. C. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi đã đi mãi võ. Ai có đào cái tay, nhấc cái chân, mỏi cái lưng thì hôm nay làm. Võ đường của chúng tôi mang đến quý vị khán giả. Đi bán thuốc đi, thuốc chứ khán giả. Lấy tiền, lấy tiền nha, biết hay thôi. Nếu ai ăn không tiêu, bị đau bụng có thể mua những viên gọi là thuốc của chúng em. Tên gì? Thuốc cầm hơi, tên Xì Bi Lũn. Yeah. Ghê chưa? Ghê quá. Quá ghê. Nói liền chứ rồi đỡ lắm. Đau quá à. Đây, chúng tôi có một liều thuốc cứng đầu. Liều thuốc gì vậy anh? Thuốc xoa đầu. Dựng công cái nha gái. Đập cái hổ này có bể hay không? Thử cái nè, đập cái thật hay quá. Khó nha. Hết hơi nhiều vô. Có cần nói gì cho vợ em không? Bây giờ nè, anh nói thật lòng á. Là chuyển cái kênh YouTube này cho Lâm đi. Đúng rồi. Ừ. Vô. Này dễ mà. Quá hay. Đâu, lên rồi. Xinh là xinh. Không ra. Ê. Chết rồi. Lòng cái ốc luôn á trời. Em nghĩ là em phải đập la fan. Nếu mà không được cây này sẽ đẹp vô nách. Nắm cái nách em. 2, 3. Đập la fan. Rồi.
Mời mua thuốc đi, bà con của bác ơi. Bác ơi. Hả? Đưa thuốc cho nó uống. Ủa, đưa thuốc hả? Tuyệt vời. Chúng ta còn một thăm cuối cùng nữa dành cho ốc. Ốc kiếm bách. Ghê quá. Thế này là gì ạ? Thử thách của Huy đơn giản thôi, là cho các thành viên các trường đã lệnh lên lưng bạn trong vòng 1 phút. Bị phổi trường đã lệnh lưng hả? Mỗi người một cục. Tất cả để cùng nhau làm trong vòng 1 phút. À. Lấy cục bự nè, dễ cầm. Trời ơi. Không, thì xả cờ tôi. Xả cờ hả? Em đâu bị chăn dưới đâu mà xả anh. Xả ngay nách nha. Không, phải luồn xuống. Trời ơi. Cái gì vậy? Làm ơn, cho trái cây lên cho tụi tôi ướp trái cây ăn luôn à. À, cái gì vậy? 10 9 8 7 đã đúng không? 6 5 Ê, ủa sao? Ủa là lát mình sao mình đi đâu ở đếp làm đi chồng cờ hả? Mình lên lát mình có lên đi núi không? À đây đếm lại 10 à đây đếm lại 10 9 8 7 6 5 4 3 Phát liệm rồi. Ủa sao ba biết đập cười dữ vậy? Làm tôi quên đếm lại nè. Thằng em ngất liệm rồi. Chính. Em ngất liệm. Quang ơi. Dạ. Giờ chỉ có anh mới tự cứu được anh thôi. Ai chơi kỳ vậy? Em đó. Trời ơi, người lính chính luôn hả? xuống ơi, lấy ra chưa? Có cục ngay cái chỗ. Rồi hai ba cục ở đây vậy? Mẹ này ấu chính nhiều nè. Trời ơi. Lắc xuống. Đau chứ em đau. Thế ba. Nhét vô cái quần ấy luôn. Cái vỡ đúng không? Cái vỡ chân của người ta. Trời ơi. Còn lại là tay không hết rồi sao nè? Tan rồi. Ở trong giữ xăng. Quéo lại. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành thử thách 6 anh em rồi. Rồi, chúng ta đã có một bữa ăn rất là vui vẻ. Và bây giờ chúng ta sẽ có nhiều thử thách mới. Không sợ sóng gió. Chỉ sợ con có 2 ngày 1 đêm. Tự do, tự lo. Galaxy S22 Series, camera mắt thần 4 đêm, chụp hết mình, sợ gì thử thách đêm. Hai ngày một đêm, chương trình truyền hình thực tế ăn khách dẫn đầu rating tại Hàn Quốc. Chào mừng các bạn đến với 2 ngày 1 đêm phiên bản đã chính thức có mặt tại Việt Nam vào mùa hè năm 2022. Trải qua hơn 5 tháng, chuẩn bị cho những ý tưởng ban đầu. 8 chuyến đi, khám phá 8 tỉnh thành của Việt Nam. Vượt qua khó khăn, thử thách cùng những bất ngờ. 2 ngày 1 đêm Việt Nam, để lại những dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Tôi ăn cọc nha. Sau 15 tập phát sóng, đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số. Đón nhận những bình luận tích cực từ phía khán giả. 2 ngày 1 đêm trở thành người bạn tinh thần không thể thiếu của khán giả xem truyền hình. Hay quá. 2 ngày 1 đêm. 2 ngày 1 đêm. 2 ngày 1 đêm. Tự do. Xin chào tất cả mọi người. Đây là một cái số rất là đặc biệt. Đây là số cuối cùng chúng ta sẽ nhìn lại chặng đường mà chúng ta đã vượt qua sau mười mấy số phát sóng của chương trình. Và quý vị cũng đã yêu thương chương trình này bằng cái con số cụ thể trên mạng xã hội cũng như cụ thể trên đài truyền hình. Tôi đã quyết định có một cái đêm ngày hôm nay anh em ngồi với nhau tâm tình. Vô xin mời ạ. Xin mời ạ. Em mời anh ạ. Em mời anh Giang, mời ta, mời ấy mà mời. Dạ em mời anh em. Mời nhá. Vô. Chúc mừng tất cả chúng ta đã trải qua một hành trình dài 2 ngày 1 đêm mùa 1. Xin mời các bạn hãy cùng nhìn lại chặng đường chúng ta đã trải qua bằng những
tấm ảnh. Quý vị, chúng ta đang đến với 2 ngày 1 đêm, đây là bối cảnh ở Đà Lạt, có rất là nhiều kỷ niệm của anh em chúng ta. Gặp gửi những khách mời, rồi mình quay MV dưới mưa, rồi mình chấm điểm. Và Rick Phan được cộng đồng mạng chú ý tới. Bây đã móc vò lái. Vò lái khúc nào? Móc vò lái khúc nào? Bồ lê, bồ lê. À, móc bồ lê. Lúc đó thì em cũng cứu tôi, em lộn mèo giữa sân cỏ. Không biết đá banh nhưng mà cũng làm khùng làm điên. Để vui. Bữa đó là tôi nhớ là tôi thắng, tôi là đội thắng nên tôi mệt nhất đó. Nhưng mà cái trận đá banh đó, đúng, tôi nói chuyện từ đầu tới cuối đó. Đúng rồi, anh Giang đúng. Nói cả 30 phút. Không, bữa đó nói hay lắm. Nói liên tục luôn. Đó. Nói là pha xử lý của Lê Diệp Lâm, xử lý không cần thiết đó. Xử lý không cần thiết. Anh Lê Diệp Lâm đang ra hiệu đừng bấm cho tôi, đừng quăng bấm cho tôi. Quá hay. Nếu mà sau này anh có lỡ soccer lỡ bật. Soccer lỡ bật. Trời. Thì hãy đi làm bệnh lực viên. Coi lỡ cảnh rồi, sát liền. Bây giờ thì đã nó gặp lông hết rồi. Trời ơi, Lê Diệp Lâm rất hư nha. Ổn liền à. Rồi còn đây còn những kỷ niệm rồi nữa không mọi người? Em và Hiểu Thứ Hai chung một đội. Đó thì và em bị đánh giá là người đàn ông thiếu lịch thiệp nhất. Đó. Và Hiếu lại được là người đàn ông lịch thiệp nhất. Đó. Con nhớ đúng đoạn mà em nhớ cái đoạn giật ghế cuối cùng không? À. Là con bé mà chỉnh nhạc là fan ruột của Hiếu. Đúng. Cái đoạn mà em vừa ngồi lên em bé chỉnh đắt nhạc đúng. Ok Hiếu liền. Bây giờ trong đoạn nó thấy rồi đâu? Nó nghỉ rồi. Nghỉ rồi. Nói mọi người không tin, mời xem hình ảnh. Chưa mà. Lên nè. Lên nè. Trời. Trời ơi. Trợ lý Hiếu Trịnh Dạ. Trợ lý Hiếu Trịnh Dạ. Thấy chưa? Thấy chưa? Ghê chưa? Mà anh Lâm có nhớ không? Thật ra chương trình cũng đâu có yêu thương gì mình. Đó. Nó đâu có dựng lúc mà mình đạp xe muốn lòi hai con mắt, lòi cái mỏ. Đó. Đâu có dựng đâu. Thấy mấy hình ảnh là mình đi xe đồ không mà thấy Hiếu đạp tội nghiệp đồ. Trời ơi, tụi em phải lên cái reaction đó thì mọi người mới dựng thêm một cái khúc. Đó. Đáp cả. Bị khủng bố tinh thần nha. Dạ yeah, sao vậy? Nhắn tin vô fanpage của em, nhắn tin vô em chửi. Ai nhắn? Chửi hả? Fan của hai anh đó. Trời ơi, sao làm lại fan của tôi? Đúng rồi, trời chửi quá. Sao? Chửi là anh là được ưu ái chứ gì, anh là người quen của chương trình. Đó, nên là sẽ đẹp trai nói chuyện bình thường thôi, càng ngày càng hình mẹo dạng nha. Dạ dạ. Cái nét của Lê Dương Vũ Lâm đó ngồi theo riết cái bị quá. Chúng ta sẽ nói về chuyến đi đầu tiên. Chuyến đi đầu tiên đây ha. Đi đâu quên rồi. À, dạ đi Kiên Giang quê Kiên em. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Gái cũng đẹp, trai cũng đẹp, xong không đâu quay phim không đẹp đúng không? À. Mà cái chuyến đi đầu tiên này có kỷ niệm anh em mình luôn, có nhớ ba anh em đi xe không? Đúng rồi. Tụi tôi nhìn nói thôi lên đó. Trong đầu anh em đang nghĩ là chắc là quay đoạn lên xe reaction tí xíu thôi, rồi chắc là sẽ xuống cầm vé máy bay đi chứ. Không. Tống xe đi mạch luôn. Trời thua mà uống nước mắm mà. Thì đó. Không, mà cái khúc đó là cái khúc mà anh gọi điện thoại cho em á. Nhớ cái tiểu phẩm gọi điện thoại, mấy anh em gọi điện thoại ai bắt máy trước đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cuối cùng là lên cái tự nhiên cái số điện thoại em nằm ở trên đó luôn. À. Không có sensor cái số điện thoại của em. Trời. Em bị khủng bố tiếp. Trời ơi, biên tập. Rồi em bị khủng bố kinh khủng luôn. Mà gọi điện thoại lên cái anh Hiếu mà. Cái đó dạ đúng rồi, cái cúp máy. Trời mà cứ vậy liên tục nữa. Tao còn cái hình này của em nè là gì ạ? Cái chuyến này là chuyến mình đi Ninh Bình. Đó là sáu anh em mình là mặc đồ cổ trang rất là nóng. Anh Chris với lại anh Kiều Minh Tuấn
là mặc cái bộ đồ gọi là siêu siêu kín luôn, và xong rồi cuối cùng là bị giống như gần như là bị xỉu, bị sốc nhiệt. Dạ. Yeah. Bây giờ hả miệng ra để đút tay cho tao kiềm coi. Trời quá. Thôi thì thời tiết đã lên cao. Thôi đúng. Chúng ta phải tranh thủ đi thôi. À, kẻo lại muộn về kinh thành. Đúng. Còn biết ơi, bây giờ là tập cuối rồi, em chia sẻ thiệt đi, cái lúc mà em té trên sân cà lọc á là em cố tình làm miếng hề hay là em chấn thương thiệt? Đập vô thôi đi. Có camera quay lại mà anh. Hả? Em đập cái chân xuống chứ em làm miếng hề nào mà hề tụt quần như anh. Bố tôi có đó. Ngon mê tất cả hết tên với bí thuật trăm năm. Hai ngày một đêm mùa đầu tiên đã trải qua 8 hành trình, khám phá 8 tỉnh thành của Việt Nam. Mỗi chuyến đi là một cảm xúc riêng biệt. Kiên Giang, chuyến đi sinh tồn, đầy thử thách, đầy tiếng cười. Đà Lạt, chuyến đi thanh xuân. Một hành trình ngược dòng ký ức, hoài niệm về những ngày thanh xuân của tuổi trẻ. Con Tum, chúng ta là anh em, chuyến đi gắn kết tình anh em của các thành viên hai ngày một đêm, khám phá những nét văn hóa đặc trưng của anh em đồng bào. Huế, cuộc đua di sản, khám phá những di sản quý báu tại mảnh đất cố đô và trải nghiệm những lễ hội truyền thống độc đáo chỉ có tại nơi đây. Lý Sơn, tình yêu biển đảo, một hành trình đáng nhớ, mang một tình yêu biển đảo to lớn. Ninh Bình, cuộc đua truy tìm bảo vật, một hành trình gian khó, bảo vệ bảo vật quý giá là thiên nhiên và môi trường. Hà Nội, đi tìm công thức món bún đỉnh nhất, chặng hành trình mang nền ẩm thực thủ đô ngàn năm văn hiến đến với mọi người. Hà Giang, chuyến đi hạnh phúc, một hành trình đầy ý nghĩa và cảm xúc khi đến với cực bắc của Tổ quốc. Hai ngày một đêm, mỗi chuyến đi là một câu chuyện. Không, mà cũng có một cái điều là đa số những tập mình làm ở nhiều tỉnh đó, là mỗi tập nó được may mắn là mỗi chỗ một cái màu khác nhau ha. Đúng rồi. Huế là rất là màu sắc luôn. Cái edit ban đầu và áo dài và thư pháp để giới thiệu từng nhân vật á. Anh với em hay là anh với anh? Em hai anh em rồi. Là chung với nhau á. Rồi múa chén múa ly rồi đó. Lo em là em sợ rồi nhất tập này ban đầu cái chỗ mặc đồ của quan rồi vô cung đình Huế. Rồi sao đây rồi không, làm sao em lo anh lắm thì khác. Anh thì khác, Lâm là hay cứ lo là không vui. Tại sao nó không vui? Còn anh thì anh không lo về cái việc không vui bằng cái việc là cái concept bình tê nó quan trọng chứ. Cái chuyện mà vui á thì mình có thể làm vui được, có thể biến chuyển được. Còn cái concept bình tê nó không rõ ràng thì là mình làm cài bừa cả ngày nó cũng thua. Thì những cái tập mình đi á là nó đều có concept rõ ràng ha. Và Huế cũng rất là vui. Và Huế là sau khi tôi gây xong á là tôi nói với Lâm liền, tôi nói anh tự tin với em là Huế là một trong những tập hay nhất. Xuống làng sình thì anh nghe xuống làng sình để đấu giật là nó thôi chết rồi. Thua không phải là mình sẽ đấu thua mà nắng chịu không nổi. Vô thấy nhìn mấy chú mấy bác đồ đứng nắng rồi mấy cô đồ vui mà đi. Mấy cái cậu ở đó cũng rất dễ thương với mình luôn. Thật ra cậu cũng nhường nhịn mình đó. Dạ thì đó, như tấm hình này em đã gọi là lấy tay và đánh thật vào vòng ba của cậu và em rất là hối hận với những gì em đã làm. Và cuối cùng cậu nhắn tin cho em, cậu nhắn là anh Lâm ơi, em là người bị anh vỗ vào mông nè, anh chặn em giùm nha. Không biết sao em nói thôi chứ bạn cũng nhắn tin cho em và em kết bạn với bạn. Hay chế thèm lắm nha. Ừ, hay dựng chuyện, hay dựng chuyện quá. Ê mọi người, nãy giờ có tập nào mình chưa nói không ta? Ở tỉnh nào mình chưa nói không? À Lý Sơn chúng ta có hai khách mời, đó chính là Thùy Tiên. Dạ, Xuân Thùy Tiên và Xuân Phạm. Không, nhưng mà hôm đó tối ngủ rất là lạnh luôn. Hay là bị ngủ ngoài em biển? Em bị ngủ ngoài biển là ngủ nó gọi là nó ướt luôn nha, cái chỗ ngủ em nó bị ướt nữa. Đó, mà kể nghe bạn em đó, Xuân Phạm. Em lo cái mấy là bữa đó là nó nay biết tính nó thì nó cũng phải là người có sức chịu đựng cao. Mà thấy bữa đó nó ngủ ngoài. Cái sáng hôm đó em gặp nó, cái em nói là ê Xuân mày ngủ ổn không? Thấy mày ngủ ngoài sao thấy mà mày có bị sốt là gì không? Có bị cứng người không? Cái thông mày nói trời mấy cái này tao quen hết trơn rồi, sao đâu, trời mấy này ngủ hoài ngủ ngon lắm.
Hai ngày sau em gọi nó bị thuê bao, nó nằm liệt 2 ngày. Đúng rồi, bạn nói về truyền nước uống thuốc 2-3 ngày lần á. 2 ngày sau mới hồi tỉnh sau cơn mê. Ê, lúc đó vui á, lúc mà nhà sinh nhật anh Quy. À đúng rồi. Tổ chức mình chữ lộn nhớ không? Em diễn là em nè, đầu tiên là kêu anh diễn cái vai của em đó. Đúng rồi. Nên là anh Giang anh với Tuấn cãi lộn, ủa anh với Tuấn không bao giờ có chuyện đó xảy ra cuộc đời này, ai mà tin. Sao? Thì mình nói là thôi bây giờ đi ăn lâm đi, chặn lâm à. Cái miệng nó lẻ rẻ thì Tuấn sẽ quạo là cũng tin. Cái biên tập đó chịu. Sao vậy? Không, ông Lâm ông ô về lắm. Ô về lắm. Trời ơi, vậy là chưa thấy Bảo Lâm diễn điện ảnh. Sao bị giả? Anh nói anh nóng điện ảnh đâu? Từ từ, để tụi anh nói. Ok. Lâm lúc đó ô về. Anh ra đi, anh ra nói chuyện. Có má tôi đây nè. Lúc em bị bí văn. Có nghĩa là khi mà một cái sự việc gì đó mình cãi lộn thì có mẹ em ở đây nè. Thì mình sẽ từ ở bên trong ra. Còn này hai anh em đang yêu thương nhau quá mà đùng cái thì em chỉ soạn văn khúc đầu thôi. Khúc sau bị đuối văn đi. Có đang mẹ. Đuối tự nhiên cái bà mẹ em là Bích Phượng đó. Bà lạng qua một cái thì em chụp vô mẹ em. Em nói cái thành hề luôn. Tao đang cọc nha. Anh đang cọc đi ra. Anh điên hả Tuấn? Thôi đi. Thôi anh Tuấn. Anh cọc chuyên tập tự nhiên cái anh làm em. Đang cầm ly nước mà. Thì cái chuyện nào ra chuyện đó chứ. Nhưng mà anh em nha không à. Anh đang cầm ly nước mà. Mày anh đang nói chuyện gì đó mà. Thôi làm làm. Mày anh đang nói chuyện gì đó mà. Thôi làm làm. Em làm gì anh? Thôi bây giờ giải tán đi, giải tán đi. Làm đầu kia đi. Làm từ. Em làm gì anh? Thôi làm đầu kia đi, làm đầu kia đi. Tiến lên anh em, bỏ đi. Ôm. Ôm cái gì? Thôi bỏ đi. Rồi đi cứ quên. Làm ra ngoài đi cơ. Lâm trai. Cậu phía bên kia phải cậu bên tôi nha. Cái nào ra cái đó chứ. Tự nhiên chơi nhau mười mấy năm trời. Mà giờ tự nhiên anh chửi em. Anh bị điên rồi đó. Lâm ơi. Thôi mà. Mày dặn cái gì? Thôi. Em làm gì anh? Thôi em nói ít thôi được không? Mà thức cùng giờ với nhau. Chứ đâu phải là anh thức trước em thức sau đâu. Những lúc người ta càng giận thì mình hãy càng im lặng. Ok. Mà cái nào rõ ràng chứ anh Giang? Thôi mọi người một câu nhịn đi. Đêm khuya rồi. Rõ ràng á thì bây giờ hít thở nè. Sáng mai phân tích sau. Thôi mà. Hít thở đi. Hít thở. Không. Anh tàu lao vừa thôi. Sao sáng anh không chửi mà lúc anh mệt anh chửi. Ngon cho nên nói chuyện tao nè. Anh ra nói chuyện với em, có mẹ em đổ đây nè. Pond's Body Glow Serum mới cho da sáng mịn, mờ thâm chuẩn hàng. Hai ngày một đêm, một chương trình truyền hình thực tế, tự do, tự lo. Một hành trình trải nghiệm du lịch của 6 người đàn ông trên mọi miền đất nước Việt Nam. 6 thành viên là 6 cá tính riêng biệt đã tạo nên sự thành công cho 2 ngày 1 đêm mùa đầu tiên. Trường Giang, anh cả thông thái, khó tính nhưng luôn chăm sóc đàn em. Nè, Hiếu nè, cho cái đùi. Dạ. Trời ơi, quá em cảm ơn anh. Quy nè, ui cái đằng. Ôi, cảm ơn anh. Lâm phô cao nè. Anh không thương em. Má đùi. Kiều Minh Tuấn, nam thần, rối loạn ngôn ngữ với những tiếng cười không hồn hết. Không, cái này là 4 cục hành hương mà. Từ, tụi em phải đi từ từ, đừng có cãi tôi tới vì đau bụng. Dương Lâm, một cây hài hay ra vẻ trong 2 ngày 1 đêm. Cho tôi động tay lại. Cứu tôi. Ra dẻ quá. Anh xin hay ra dẻ quá. Em ra dẻ quá. Chris, một chàng trai đa cảm nhưng không kém phần bản lĩnh. Chị nghèo chị hay là phước quá. Không biết là đi có về được không. Ăn cát đi em. Khó quá. Thật già.
Ngô Kiên Huy, chàng trai thông minh nhưng xui chí mạng. Hiếu thứ hai, gương mặt mới của ngành giải trí nhưng vô cùng hài hước. Nào không? Người đã xui nay còn xui thêm. Anh Tấn ơi, em cũng muốn ăn ốc. Anh Tấn ơi, em cũng muốn ăn ốc. Có thể nói, 6 nhân vật là 6 mảnh ghép hoàn hảo đã mang đến cho khán giả những cảm xúc vô tiền khoáng hậu trong 2 ngày 1 đêm mùa đầu tiên. Xin mời các bạn hãy chia sẻ một chút kỷ niệm về lần đầu đến với chương trình tại buổi casting. Là anh biết tôi có tham gia nè, anh biết tôi có tham gia nè. Thì lo nhất là Hiếu, tại vì sợ rằng là Hiếu sẽ ngại, chứ anh em thì không ngại. Bởi vì Hiếu ngại thì Hiếu sẽ bị gọi là có khoảng cách và ngại tiếp chuyện. Nhưng mà cũng không biết sao mà giờ cũng dữ. Thì là cảm ơn anh Giang nhiều lắm luôn chứ. Tại vì ý là em tham gia tập 1 là em bị áp lực. Tại vì em không biết là mình nên nói gì. Em cũng không biết là phải hài hay là phải như thế nào. Tại mọi người cứ khuyên là phải về coi chương trình bên Hàn Quốc rồi bắt chước, rồi cái phải chọn cho mình một tính cách. Cái em bị áp lực, em không biết làm sao ấy. Tập với lại Tiểu Vi. Tiểu Vi, đúng rồi. Tập với Tiểu Vi, cái xong lúc đó bên biên tập mới đưa ra một cái bản là cướp đi, cướp mấy con sò đó. Trời ơi. Biên tập. Cái xong em ấy là em đọc cái em bị là cảm giác là giống như là nhiệm vụ của em bây giờ phải cướp. Nhưng mà ý là em làm không được. Đúng rồi. Vấn đề là em làm không được, em nghĩ trong đầu là đúng phải là không có tính cách của mình. Đúng rồi. Đúng rồi, ý là em không cướp được. Tại tính em nó không giống vậy, nhưng mà sau cái cuối cùng quyết định là không cướp. Nhưng mà lúc mà về á, em cảm thấy bị có lỗi. Tại em thấy là em cảm giác là em không có hoàn thành được nhiệm vụ của biên tập. Của biên tập của chương trình á. Thì là anh Giang mới nói là em cứ là em. Phải là em mới là phải là những gì mà thật nhất. Thì là lúc đó là qua mấy tập sau là em hết áp lực luôn. Không, thôi để anh nói trước cho nè. Này anh nói thật lòng nè. Những con người này là những đứa em tôi, là thưa quý vị là đây nằm là những người sống tử tế. Đó là điều nhận xét đầu tiên của Trường Giang dành cho tụi em là sống tử tế. Cho nên anh nghĩ là mọi người sẽ được nhiều hơn sau chương trình này. Và hiện tại đã có rồi Lâm ha. Hiện tại là Lâm được rất là nhiều show nè. Hiếu thì được nhìn nhận ở một góc độ hoàn toàn khác biệt. Đó không phải là anh nói mà đó là chính là Mai Phương Thúy nói. Đó là nói là em thấy Hiếu trưởng thành rất nhiều. Còn Tuấn với cái bề dày về điện ảnh và với cái kỹ năng của Tuấn thì khỏi phải bàn đó. Còn Rit thì là một người rất là ham học hỏi. Đúng là rồi. Chịu khó và rất là lễ phép. Đó là về Rit. Trong cái chương trình này hai người mà anh không có gọi là sợ là Huy với lại Tuấn. Huy là vì sao? Kỹ năng Huy về MC, về diễn viên, về ca sĩ là nó dư giả rồi. Dạ rồi. Tuấn là một người đã trải nghiệm rất nhiều, mặc dù tuổi nhỏ hơn anh nhưng mà nhiều khi dạng anh luôn. Chỉ có anh hay take care là ba bạn còn lại. Là tại vì Lâm á là năng lượng dư luôn. Đúng rồi, em bị dư mà biết điều hướng ở cái bên để chụp cái. Thật sự ra qua chương trình này á, anh cũng đọc nhiều comment, cũng thấy thương người anh. Mọi người có nói là anh Giang bị hơn thua nè, mỗi lần anh Giang thua cái anh Giang hay cọc nè, rồi anh Giang kiểu tỏ vẻ ta đây này nọ. Thật sự ra tại vì cái cơ mặt anh Giang á, giống như là cái nhân vật mười khó á, nó vận vô cái khuôn mặt của anh Giang á. Là cái là anh hay nói đùa là anh Giang á, cái mặt nó cứ nhầu như trái táo tàu vậy đó. Mình không phải biện minh nhưng mà mình muốn chia sẻ với mọi người á là ảnh luôn lo cho mọi người, để ý từng ly từng tí, để ý đứa em mà yếu nhất, nâng đỡ từng chút đến nỗi mà đôi khi mà tụi Tuấn cũng phải ganh tị với Hiếu chứ, đúng không? Cũng là anh em với nhau mà ấy, nhưng mà mình thấy là ảnh lo cho cái lớn hơn á, là cái chương trình. Cái chương trình là phải là 6 anh em đều, ai cũng có những cái cá tính, những cái bản lĩnh, những cái tự tin của mình. Hiếu thứ hai có thể là kiệm lời, ít nói hơn. Nhưng mà đó là mảnh ghép của 6 anh em tụi tôi. Và 6 anh em là 6 mảnh ghép. Không thể nào thiếu được. Thank you.
Sẵn dịp chúng ta đang nói về những comments của khán giả dành cho chương trình, chúng tôi có chọn ra đây một vài chia sẻ tiêu biểu của khán giả. Xin mời Chris và Huy lần lượt đọc giùm. Comment đầu tiên đến từ bạn Trúc Phạm. Tập mở đầu như vậy thành công rồi. Nghe danh thôi chứ chưa coi show này của Hàn, nên khi coi của Việt Nam thấy rất giải trí. Biết ông Huy với ông Lâm hài rồi, mà đâu ngờ kết hợp với ông Tuấn tạo phản ứng tốt quá. Như vậy, vậy nha. Như vậy. Mặt cười, icon cười. Cười mệt mỏi với ông Tuấn luôn, icon cười. Hiếu chắc còn là newbie nên ngại ngùng, chưa quen. Tức là Liễu Bài là người mới á. À, dạ. Liễu Khải Mệt đó hả? Chris thì duyên ngầm, chưa nói nhiều lắm. Trời ơi, đoán em là duyên ngầm luôn đó. Duyên ngầm hả? Duyên ngầm đó. Biết mua quá. Em sao vậy, nó duyên thiệt mà. Mà không ngầm. Sao. Duyên mà duyên ngầm. Thì tập 1 nó ngầm, tập 4 tập 5 bùm bùm. Ờ, bùm lên. Mà không sao, chứ vài tập nữa chắc sẽ quen thôi. Khá khen cho ekip mời dàn cách hợp chương trình như vậy. Khá khen hả? Mời em. Trời, giống như là nạnh hè. Khá khen. Câu này là của biên tập nhiếp. Biên tập comment. Ai bậy, ai mà làm điều đó. Đây là thật đó, real real hàng real. Rít rít rít. Bạn tiếp theo là bạn Hường Vũ. Lúc nào cũng hóng tập mới để xem, cười ná thở luôn. Thích đội Trường Giang quá. Ủa nhưng mà thích đội của anh là... Là cái tập đó đó. À, cái tập đó thôi đó. Dạ. Ừ. Ảnh có tài quan sát rất hay, game nào cũng chiến thuật đàng hoàng. Lại còn chung đội với Kiều Minh Tuấn, bao hài. Trời ơi, này chắc con Hà trợ lý Giang comment cho ai comment sâu sắc vậy. Tôi nghĩ là con Hà đó chứ ai á. Nó đó. Nó đó phải không? Thật ra lấy tên Hường Vũ nhưng mà thật ra là Hà Hà Vũ đó. Hà Vũ. Giả bộ. Comment kế tiếp của bạn Bảo Trân Nguyễn Lê. Kiều Minh Tuấn hợp với mấy game show kiểu vậy. Chơi mấy này phải bỏ lòng tự ái, xin ăn bất chấp, giống ổng mới vui. Trời, anh không có giống. Tại vì bản thân em á, em vô mà quá thân cho những cái nhân vật á thì em để dành cho những nhân vật trên màn ảnh của em. Còn khi mà chơi game show thì em chọn những cái mà đó là con người của em thoải mái nhất. Chương trình đó là quảng bá du lịch cho Việt Nam. Đúng rồi. Rồi em thì em thích đi đó, đỡ tốn tiền, đó, ngắm cảnh đẹp, đỡ tốn tiền, đó, ngắm cảnh đẹp. Thanh xanh nha. Tính toán quá. Không phải đúng. Không tốn tiền đi mà được tiền đem về. Đem về nữa. Đó mà đúng cái gu của mình thích nữa. Được chơi với anh em nữa. Được trải lòng mình ra. Giống như ngày hôm nay nè. Được thoải mái. Có bao giờ có cái game mà trải lòng về không? Mà phải một mình anh đi đâu. Anh dẫn cho con em anh con Thủy đi nữa. Hai anh em tốt. Biết bao nhiêu tiền vé máy bay của người ta. Anh ơi anh đừng có chửi chị Thủy. Sao vậy? Thủy là fan của anh đó. Ừ vậy đó hả? Buồn đó. Ngày hôm qua. Bạn tiếp theo là bạn Hoài Thương Lê Thị. Thương anh bắp quá, bị thoát vị địa điểm. Bé nào mà rành quá vậy. Mà anh quay nhiều chương trình vận động, em chúc anh có nhiều sức khỏe và thành công trên con đường của mình đã chọn anh nhé, trái tim. Cái này là comment của chị Dung. Chị Dung á, là chị ruột. Chị ruột của Huy. Chị là Lê Thị Hoài Dung đúng không chị Dung? Quá trời. Còn Kiều Lê. Ủa? Kiều Minh Tuấn hả? À. Chết rồi. Kiều Lê, mở ngoặc Kiều Minh Tuấn tự comment. Ủa gì vậy? Chết cha. Ủa? Thích Chris Van. Trái tim chân thành ấm áp. Trời ơi. Thương và khóc theo bạn ấy lúc kể ký ức của mình. Trời ơi. Lúc đó anh tê tê quá. Anh xỉn quá. Anh nói thật ra nỗi lòng của mình. Trời ơi. Có gì không phải anh đâu. Cô bạn Lê em cô. Anh ơi. Cô bạn Kiều Lê. Người ta nhìn cách. Sao nãy giờ không ai nói gì Lê Vũng Lâm vậy? Đây nè, câu này con thứ hai. Đây, tiếp. Mẹ quên mua, mấy tập này mẹ quên mua. Hứa kêu mẹ set in sẵn rồi mà người. Bạn nói hả? Cái gì? Mắc quá. Mắc quá. Đứa đòi tới 150. Ừ. Set in rồi. Có Lâm, có Lâm. Có Lâm. Hỏi rồi nè. Comment của Phượng. Ủa, của Min, em lộn. Của Min. Của Min. Thiệt luôn. Đó giờ không thích Dương Lâm nha. Tự nhiên coi chương trình này không biết làm sao thích ổng luôn. Đứng lên. Khán giả tự thương mình mà. Kiểu như là ổng nhoi nhưng mà do là tính ổng vậy. Chứ không phải là làm màu này nọ. Thích ổng quá trời. Không dám cảm ơn luôn tại vì là màu thiệt. Đó chứ cũng có màu được đây nọ. Mà không màu của em là chết. Nhưng mà dù sao cũng phải cảm ơn. Đúng rồi. Cảm ơn chị. Màu của em quá đậm. Nếu mà ai mà chưa kịp thương em thì ráng nhìn nhận từ sau
trong tâm khảm nhiều cái này đáng thương lắm. Hãy thương em đi. Đây nè. Chị Hà, trợ lý của anh Giang. Rồi. Đâu ra? Nè, Trần Ngọc Hà. Khoan anh Hà. Chết Ngọc rồi. Ngọc Hà Trần thích Hiếu thứ hai quá đi. Lúc nào miệng cũng cười vui vẻ, dù mệt mỏi cỡ nào nhưng miệng lúc nào cũng cười tươi hết. Ôi, đâu có biết cái khúc mà đâu có biết khúc mà Hiếu hay đi ngủ à? Tên là gì? Ngọc Hà Trần ạ. Hà Trần là cái cô mà làm bị hai đời xin á. Ủa cái đâu hay gửi chú tướng chú tướng. Ủa cái đâu hay gửi chú tướng chú tướng. Quảng loạn. Trời ơi, tạo cho người xem lúc nào cũng có một cuộc sống tích cực hết. Mãi ủng hộ Hiếu thứ hai, Hiếu thứ hai, Hiếu thứ hai. Đâu anh phải đọc giọng của Ngọc Hà Trần chứ. Hiếu thứ hai, Hiếu thứ hai. Thành bố quá. Bạn tiếp theo là bạn Ý Nhi. Ý Nhi. Chương trình dài cỡ cô dâu 8 tuổi được không? Một tập em coi cỡ 5 lần lận. Cô dâu 8 tập là khoảng tầm cô dâu 8 tuổi khoảng tầm ngàn tập mấy, ngàn mấy tập á. Trời ơi, vậy thì mong quán quý vị khán giả ủng hộ chương trình 2 ngày 1 đêm và đừng có comment tiêu cực với những cái quảng cáo của tụi em. Để quảng cáo nhiều nhiều vô để như để mà chương trình được tiếp tục nhiều hơn à. Đúng. Những cái đó là những cái yếu tố cần thiết cho một chương trình sống sót à. Mong... Đen Vong đã từng nói. Dạ. Không có tiền là làm sao đó. Dạ, yeah, đó gì à. Câu comment kế tiếp của em Vlog. Ê cái này bạn này dễ thương nè. Em đã cười như một con điên 1 tiếng 30 phút với chương trình này. Quá vui, quá xuất sắc ạ. À. Ai cần cười. Cảm ơn ekip đã quay nhiều cảnh flycam từ trên cao. Trời ơi, vậy là cảm ơn cái anh tóc dài dài. Ủa em, khán giả bây giờ thông minh hả? Cái anh tóc dài dài là chùm flycam. À, mà không bao giờ cười với mình, không bao giờ cười. Tiếp nè, để mọi người thấy được nhiều hơn vẻ đẹp và sự hùng vĩ của Việt Nam. Ẩm thực phong phú, con người thân thiện. Thật tự hào là con Đất Việt. Wow. À là bên công ty Đất Việt ha. Không. Ý là mình là người con của Đất Việt và à. Và trùng khớp với công ty của chương trình này là công ty Đất Việt. Wow. Bạn tiếp theo là bạn Mihana. Người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc. Trời ơi, chương trình của tụi tôi đã có khán giả Hàn Quốc rồi đó tiếng chưa? Tiếng Hàn Hàn Quốc anh ơi. Hả? Chỉ là ban đầu của Hàn Quốc đó. Mihana. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Lê Dương Bảo Lâm. Gì? Annyeonghaseyo Lê Dương Bảo Lâm. Có nghĩa là chào. Lê Dương Bảo Lâm. Miếng rong mô gì? Hả? Miếng rong mô gì? Thôi là qua tiếng Nhật. Đàng hoàng đi. Thôi. Thật sự đây là chương trình được Việt Nam thực hiện lại mà mình hài lòng nhất. Đặc biệt là hướng tới quảng bá cũng như là tôn vinh những điểm Địa điểm tuyệt vời nơi mảnh đất hình chữ S này. Giàn cáp thì không phải bàn rồi, ai cũng duyên dáng chịu chơi hết. Cũng muốn gửi lời cảm ơn đến ekip đã dầm mưa dãi nắng mang lại một chương trình trọn vẹn. Hãy giữ phong độ này nhé. Tái bút mãi yêu 2 ngày 1 đêm. 5 trái tim xuất sắc. Chúng tôi thấy các bạn nhắc nhiều đến những người trợ lý đã đồng hành cùng mình trong các chuyến đi của 2 ngày 1 đêm. Bây giờ xin mời các bạn trợ lý lên giao lưu cùng với chương trình chúng ta. Wow, sao cái comment này. Tôi về tôi đuổi con nhỏ em tôi. Nó dám nổi tiếng hơn tôi. Không mà phải nói là công nhận là không có những cái nhân vật gọi là siêu sao hạng A này là mình làm sao sống sót nổi. Thiệt. Không có sao đâu. Trời ơi, mẹ vừa mặc nguyên mặc cái áo kim sa. Trời ơi. Xin mời mỗi nghệ sĩ hãy giới thiệu về người trợ lý đồng hành cùng mình. Đồng hành cùng Nhóm Huy trong chuyến đi 2 ngày 1 đêm này từ những ngày đầu tiên. Tôi xin được trân trọng giới thiệu, đó là chị ba của tôi, Lê Thùy Dung. Tình trạng Available Single. Hiện tại gu người yêu cao 1m75. Mẫu bạn trai mà chị tôi hướng tới là Lee Min Ho. Đồng Nai được không? Mê. Đêm nào cũng nghe giọng cười của Ly mê lắm. Trời ơi. Phải lắm. Dạ tiếp theo là nhiều khi mọi người quay chúng mẹ đề xin thì cũng thấy là
Một là anh quản lý, hai là Vũ sẽ đi theo. Bên em có tới hai người sẽ đổi qua đổi lại nếu mà có công việc bận gì đó. Đây, đây là em vợ của em. Nói, nâng xe vợ lên coi. Thì không có gì tuyệt vời hơn. Thì không có gì tuyệt vời hơn. Là được có sự có mặt của em vợ chăm chút cho anh rể. Không, nói chơi thôi chứ hai anh em là cũng rất là thân, tại vì chân tử nhau suốt. Tình trạng độc thân, nhưng bạn gái đều rất là xinh đẹp, toàn là hot girl trên mạng thôi. Có gặp ngoài đời chưa? Đẹp như Lê Dương Bảo Lâm luôn, đẹp như Lê Dương Bảo Lâm luôn. Ủa? Còn tôi. Ủa? Ủa? Sao giọng văn? Từ đầu đến giờ chỉ một đứa em, người em đi theo tôi để giúp đỡ tôi. Nhưng chỉ đi chụp hình cho cô Phượng. Chỉ coi như là có gà, chỉ xin cái phao câu riêng chứ. Đúng rồi đó. Ăn hai cái phao câu. Đúng. Sức luôn cái nẹp răng. Trời ơi. Tình trạng. Tình trạng à, lấy Bible. Đặc điểm nhận diện. Lúc rồi này giống như là tao chị che, chị có râu áo giống ảnh hay gì? Lúc rồi như là dấu ấn rồng thiên. Đó, mà trong nhà chỉ có hai anh em là có rút rồi thôi. Đây, cháu tôi Phan Thanh Hà. Wow. Là chủ của một cửa hàng bánh, các loại bánh. Và hiện tại là chủ của một loạt kiosk mặt tiền đường. Nhưng vẫn đi làm với tôi tại vì bé là muốn biết thêm nhiều thứ. Hiện trạng Single available. Tiếp theo là má chị tôi, chị Phượng. Chị Bích Phượng. Thì trợ lý của tôi cũng rất là nhiều. Nhưng thật sự không ai làm lâu dài với tôi. Lúc đó mẹ tôi, bà đang nằm trên giọng toàn ten. Bà nói thôi, nếu như không có ai đi làm thì để mẹ đi làm cùng con nhé. Và ví dụ lương trợ lý thì tôi trả 10 triệu. Nhưng mà đối với chị thì từ ngày chị đi thì tôi cũng mất ăn mất ngủ. Thì tới tháng mọi người thấy tôi càng ngày cười đêm thì có lý do. Thì đây là chị Bích Phượng của tôi. Em Bích Phượng. Bây giờ là cặp này là có nhiều cái uẩn khúc. Trời ơi, đáng hỏi. Mời Hiếu. Come out đi. Còn chương trình thì em sao vậy? Em nói vậy là Hiếu rồi. Hiếu ngại. Không, ý là đây là bạn của em, cũng giống như là quản lý trợ lý của em này nọ cái kiểu luôn. Thì bạn tên đầy đủ là Nguyễn Minh Khoa và là bạn thân của em và học chung với em từ hồi năm lớp 1. Wow. Tại sao nói chứng minh danh là Minh Khoa? Vậy thì Bonnie Trinh là tên của ai? Của ai? Tôi thấy trong đoàn có tên Bonnie Trinh. Trợ lý Bonnie Trinh là ai ạ? Đính đêm anh Đạt. Nói chung là đi theo em rất là cũng cực, nhưng mà là cực nhưng mà là không cực lắm nha. Trưa nay hồi chưa tự nhiên là mình hoạt động mệt ơi là mệt, xong mình vô mình thấy anh em ai cũng có cơm, cái em mới hỏi ủa chị Hòa ơi Khoa đâu rồi, em đang ngủ với anh Hiệp rồi đó. Trời ơi Hòa ơi. Tôi có một cái nhân vật này tôi nhắc rất là nhiều, đó chính là Hòa Minji phiên bản hai ngày một đêm. Vô đây ngồi đi. Vô đây ngồi. Tình trạng là single available luôn mọi người ạ. Vũ nói đi con. Dạ cảm ơn chương trình đã cho em được đồng hành cùng với anh Rick trong khoảng thời gian vừa qua. Đi với mọi người rất là vui, có nhiều kỷ niệm đẹp. Có một kỷ niệm đáng nhớ, nhưng mà em nhớ là đi với nghệ sĩ nhưng mà trợ lý tụi em sẽ được ngủ ngon hơn nghệ sĩ. Trời ơi. Em được ngủ chăn ấm đẹp em, nhưng mà nghệ sĩ phải ngủ ngoài trời, gió lạnh, gió rét. Khá lắm, đúng là em vợ của ta. Đang nói về cái người ngủ ở ngoài nhiều nhất trong đoàn.
Mời Bé Hà. Thật sự em rất cảm ơn mọi người. Cảm ơn chương trình 2 ngày 1 đêm. Ở trong chương trình khi mà tham gia thì có những cái như là việc là nghệ sĩ của tụi em là phải nhịn đói để quay. Lúc nào em cũng chuẩn bị đồ ăn cho chú hết, nhưng mà chú không có được ăn. Tụi em phải... Ăn Hèn gì? Trợ lý càng ngày càng ốm, trợ lý càng ngày càng ốm. Ăn ngon của em. Đúng rồi. Nè, nghe nhỏ quê Phước Tỉnh nói chuyện nè. Ôi, buổi trưa nha mọi người, buổi trưa nha. Mình đang ngồi đợi cũng giống như Hiếu vậy. Không có đồ ăn, không có ai đưa đồ ăn hết. Thì đó là chị Dung mới đưa vô. Một hồi mình ăn xong, con em mình cảm bịch. Cười chê mặt. Xong bắt đầu hả, mình bây giờ mới đưa đồ ăn tới cho anh hả? Không. Cái này Dương Lan em đưa cho chị Hoa. Đẳng cấp, nhỏ em tôi. Tại vì thật ra đi chương trình này là tự do tự lo. Tự do tự lo. Chứ nếu mà có đi chương trình khác thì em cũng cố gắng chăm sóc anh tốt hơn rồi. Đó, vô liền. Thủy ơi, Thủy qua Hollywood Thủy ơi. Anh cứ làm như vậy rồi mẹ em ảo tưởng. Rồi kêu Thủy ơi, mày kêu mấy anh chị cho mày vô chương trình đi. Mày làm hot luôn đi. Hôm nay trời, tóc lụm lụm tóc nâu đỏ đẹp quá bé ơi. Em biết có ngày hôm nay rồi. Có ngày hôm nay rồi. Chương trình đã chuẩn bị sẵn một cái vòng xoay. Trên đó có 6 địa điểm để mọi người ghi vào một địa điểm mà mình mong muốn được ghi hình ở mùa 2. Sau đó, cử ra một người đại diện quay vòng xoay. Nếu vòng xoay dừng lại ở địa điểm nào, thì mùa 2 chúng ta sẽ ghi hình ở đó. Ok, cái này nên làm à. Vậy là chắc chắn có tài trợ rồi, cho nên mạnh miệng rồi. Mà nước mắt rớt luôn á. Ủa, cái này của em rồi. Trước khi quay vòng xoay, xin mời mọi người hãy nói một chút về địa điểm mình mong muốn. À, Trường Giang thì mong muốn mọi người sẽ đến gọi là quê hương của Trường Giang, đó chính là tỉnh Quảng Nam. Thì Quảng Nam thì mọi người biết rồi, rất là nổi tiếng. À, có Hội An, thành phố Tam Kỳ, thành phố Tam Kỳ là nhà Trường Giang. Và có Thánh Địa Mỹ Sơn, có một dọc loạt bờ biển, là Bích Họa Tam Thanh rồi các kiểu, đó là nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam. Không, nếu mày được về quê anh á, thì em thật sự là thắc mắc là muốn là cả 6 anh em mình được chơi game trên con sông Trường Giang. Tại vì anh nói là con sông đó là không đây, có... Đây, Lam là người trải nghiệm rồi. Đó là con sông mà gia đình anh đặt tên theo con sông đó. Tuấn là muốn đến Nghệ An. Tuấn cũng đã làm nghề cũng khá lâu đối với bản thân mình. Cũng mang tiếng cười đến cho khán giả, cảm xúc đến cho khán giả. Nhưng mà mình lợi dụng chương trình thêm một lần nữa. Muốn đi đến cái vùng đất Nghệ An mà trong cái chứng minh nhân dân của Tuấn á đề là quê quán. Ủa là quê ba hả? Quê ba là chưa bao giờ Tuấn tới đó. Em thì ở mùa 1 và tập đầu tiên cũng đã về quê em rồi, thì em lại muốn tới một tỉnh của Cà Mau nữa, tại vì những vùng đất miền Tây thì bà con miền Tây rất là dễ thương và dễ mến, và fan anh Lâm rất là nhiều. Anh mua fan ở miền Tây nhiều lắm. Em muốn là về đất mũi Cà Mau. Đó là nơi cuối cùng của đất nước hình chữ S của chúng ta. Thật ra cái điểm đến của em á là em muốn đến Cần Thơ á. Nhưng mà tại vì có anh em là đi trước rồi, hồi cho anh em phát biểu trước. Cần Thơ là quê má em. À, quê mẹ. Đúng rồi, với lại là lúc là đây là nơi ông ngoại của em là lúc mà di cư qua đây, lập nghiệp ở đây. Là từ bên nước bạn qua là ở đây. Còn cái địa điểm em ghi á đà là em tại thấy ở đây là có miền Trung rồi, có miền Tây rồi, thì thiếu một cái là cũng là địa điểm nên đến. Đúng rồi, là Sapa. Thì em hy vọng là Sapa này mình sẽ tìm hiểu những cái nơi mà ít được khai phá du lịch để mà giới thiệu bà con.
Dạ thì em thấy là anh em mình đi cũng quá nhiều rồi, cho nên em muốn mọi người về Đồng Nai. Thì Đồng Nai có nhà em với là nhà anh Giang. Má Phượng lo luôn. Rồi qua em hiểu à. Thì cái địa điểm mà em chọn là Cần Thơ. Rồi. Là Cần Thơ. Rồi. Cần Thơ là một cái nơi mà em đi tới cũng nhiều rồi, nhưng mà em chỉ đi diễn thôi. Nhưng mà có một cái điều là em để ý là người dân Cần Thơ rất là dễ thương. Nhưng mà em chưa bao giờ có cơ hội, mà em thích lắm, thích cái văn hóa mà chợ nổi á. Em chưa bao giờ có cơ hội mà tham gia cái đó. Bây giờ quay cái này mới đặc biệt, sáu anh em mình là ý kiến rồi. Mời chị Thắm ra quay cho nó công bằng. Ok không? Ok, ok, okay. Thắm. Rồi mời chị Thắm ra quay. Chị quyết định đó. Cái tay chị là em nhìn con cái hay con út. Rồi con giữa đúng không? Con giữa là Quảng Nam. Hay quá. Đúng rồi. À, cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã dành tình yêu thương cho chương trình Hẹn Một Đêm. Không có gì có thể gọi là cảm ơn quý vị hơn nữa, bởi vì những từ ngữ mỹ miều xa hoa cũng đã nói nhiều rồi. Rồi quý vị còn yêu thương, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Chúng tôi sẽ luôn cam kết với quý vị là bằng tất cả tình yêu thương, bằng tâm khảm của mình với những địa danh đỉnh cao của Việt Nam mình, với những kịch bản chúng tôi sẽ hứa hẹn sẽ hỗ trợ nhau nhiều hơn với các bộ phận để tạo nên một mùa thứ hai nó vui hơn và nó nồng nhiệt hơn. Tất cả mọi điều chúng tôi vừa nói nó chỉ có trong một chương trình duy nhất, đó là chương trình Hai Ngày Một Đêm Tự Do Tự Lo. Galaxy S22 series camera mắt thần bóng đêm chụp hết mình, sợ gì thử thách đêm. Dù là ngày buồn hay vui ngày nào.